Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay là bước sang ngày thứ 14 rồi anh em ơi. Nào để xem có cái gì không. Hôm nay là có bảo trì đấy anh em ơi. Đâu đó là từ 14 giờ này đến 16 giờ này, 2 tiếng. Sau đấy buổi chiều thì mình sẽ có livestream từ 6 giờ đến 7 giờ xem cập nhật nó là cái gì với cả chơi lời nguyền quỷ dữ anh em nhá. Đấy, thông báo anh em trước như thế, anh em nào có thời gian vào xem vui vui. Ok, hôm nay bước sang ngày thứ 14 thì check qua một thứ nha. Vẫn là mấy cái chấm đỏ là phải check trước thôi anh em ạ. Để chọn đời này. À đấy, cập nhật một tí cho anh em. Hôm qua trong buổi livestream với cả video ngày thứ 13 thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Yêu lực của mình là 2.400 vạn sau khi xả hết 5.000 đào nha. Thực ra là hơn 4.700 tí, tại vì là mình vẫn còn dư ra 393 đào được chưa. Thì mình đã lên được 2.800 vạn. Đó, hôm qua mình bảo ôi không biết lên được 3.000 vạn không, không lên được thật. Lên được 2.800 rồi dừng lại rồi. Nay thì sẽ có thêm 25 cái tịnh bình thủy nữa anh em nha. Ok đấy, giảm được khá thời gian này. Tiên duyên các kiểu. Mấy cái gói này dạo này thì mình thôi bỏ qua rồi anh em ơi, không còn duyên dũng giết gì nữa rồi. Vận may xem hôm nay là cái gì đây. Linh thú. Ok, và luân hồi điện là cái gì? Ngự linh thạch. Xả thôi anh em ơi, phải xả thôi, mặc dù là chưa đủ nhưng mà thôi cứ xả đi anh em ơi, bởi vì còn lâu nó mới quay vòng lại miễn phí nào. Ole ole ole, ôi giời ơi, ole 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 rồi, xả hết đi. Nhưng mà vẫn phải chừa lại tầm 1.000, biết đâu nó ra em chú tước đi. Phạt. Nó lại ra thành long anh em ạ. Cú thế nhỉ. Xin em chú tước đi. Xin em chú tước đi. Ôi giời ơi. Rồi luôn niên nủng cái dày không biết được. Loan đẻo này. Loan chim. Ui dồi ôi, lại còn ra anh ứng. Giờ này thì không biết lấy kiểu gì anh em ạ. Thế là lại phải lụm ứng à. Khó thế nhỉ. Nào là ứng, nào là chu tước. Khó nghĩ quá anh em ơi. Thôi lụm bố đi cho xong đi. Nào thử ghép lên xem được cái gì không nào. Nuốt chửng xem nào. Cường hóa linh thú cam không. Chán thế nhỉ. Kiểu gì anh em ạ. Hai này. Ôi giời ơi. Cứu giá anh em ơi. Rồi luôn, Huyền Vũ vứt không thèm lấy. Có em ứng long phát nữa không? U là trời. Rồi. Ôi giời ơi, toàn nghe với cả niên kìa. Ảo thật. Ô kìa. Ô kìa. Úi. Hả? Nào này. Bạch hổ. Và đổi lần này ra chu tước này anh em này. Ôi vãi trưởng. Ôi thật là vãi trưởng. Cú thế. Ứng long đi. Đã cho ra ứng long rồi thì thêm một em nữa đi xem nào. Đây rồi. Thế thì mình sẽ đi đánh dị thú xâm lược luôn anh em nhá. Đích cần top cao. Lấy ấy là chủ yếu thôi. À cũng được 1.18 ức rồi này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi thêm một tí nữa để có thể là tăng thêm cái lượng sát thương gây ra anh em nhá. À đây, quên mất đấy. Lú 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 lú. 1.44 ức ngay. 1.39 ức ngay. 1.38 ức ngay. 1.38 ức ngay. Đủ chưa? Hả? 285 á? À, luôn rồi, điện như là có này. 1 2 này. À thế là đủ rồi đấy. Thêm một em ứng long nữa để xem như thế nào đây. Không biết nói gì anh em ạ. Tiếp tục là nuốt chửng. Cường hóa linh thú. Ôi dồi ôi, nó là nhạy bén anh em ạ. Mèo hiểu kiểu gì luôn ấy. Còn đánh ra cường hóa linh thú là bú luôn rồi. Mà lại còn suy yếu, để suy yếu trị liệu rồi còn nhạy bén nữa đi. Chơi bời gì không biết được. Chán quá anh em ơi. Level 200 đầy cấp bố rồi. Khó nhở.
chán thế. 120 ngựa linh thạch này. Giờ reset thêm một tí nữa là kiểu gì cũng ra được em chú tước đây, nhưng mà làm gì còn ngựa linh thạch nữa đâu. Thôi để ngày mai đi. Mai chơi tiếp vậy. Toàn quá. Hôm nay ra được mấy em ứng long nhưng mà toàn em cùi bắp. Không ổn tí nào anh em ơi. Công thành chiến bang này. À, hôm nay có sự kiện đấy à? Yêu linh bảo tháp à? Nhiệm vụ chặt cây khiêu chiến đấu pháp huyết mạch các kiểu này. Khiêu chiến yêu vương à? Cũng được. Tự động phát đã. À, đây, nhân tiện anh em hỏi là trong phần cài đặt thì để đồng thời hay là để hoặc thì yêu lực nó sẽ tăng hơn? Thì câu trả lời của mình là anh em để đồng thời, đến khi nào đến ngày 33 thì anh chuyển sang hoặc nhá. Vì ngày thứ 33 thì chúng ta build phân thân thêm một cái nữa. À, hai môn phái nữa thì chúng ta có thể là choáng hoặc là né hoặc là cái gì đó tùy anh em phản công. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cứ chơi liên bảo thì anh em chọn vào đồng thời ấy thì cái đồ của anh em ra sẽ ngon hơn. Chia sẻ một lần đúng không? Nâng cấp linh thú đúng không? 5 lần này. Dễ này. Giờ này là mình có thể nâng cấp được vào cho em ứng long được rồi này. Đây này, 1 2 3 4 5. Đấy, dè dặt như thế thôi, cái việc gì mà phải vội. Ủa, triệu hồi linh thú chưa được 3 lần à? Liên kích liên kích. Triệu hồi thêm một em cùi bắp nữa vậy. Triệu hồi thêm em này đi, 30 ngựa linh thạch. Ok, nhận luôn này. Nhiệm vụ bên này là được 8 trên 10 rồi. Rồi, tiếp tục là thị thú ban phúc anh em này. Yêu linh bảo tháp xem có cái gói gì không nào. Một gói này, miễn phí này. Cái này à? Mua luôn anh em nhá, chơi thử đi. Đó, anh em yên tâm. Hôm qua có anh em hỏi mình là linh thạch, à chiết tiên ngọc thì dùng làm gì? Thì chúng ta dùng để chơi sự kiện thôi. 175 đào nha anh em nha. Rồi luôn, lên tầng 2 đi. Đấy, nó phải là như thế. Có như vậy thì mình mới hết được. Tầng 3 luôn đi. Ù là trời. Ui giời ơi, tầng này hơi đen nha. Phát này, ăn luôn. Ui giời ơi, ngon thế. Phát này, ai à. Ôi hết rồi. Hết rồi. À, được hai cái nữa này. Nhưng mà lên tầng này thì lại đếch có cái gì mà hút. À, được này. Hợp lý luôn. Ờ, thiếu một cái. Sáp yêu tháp đây anh em ơi. Sáp yêu tháp thì có thể mua hoa nặn hồn. Có thể mua cái này. Mình thấy cái này là ok này anh em này. Và thậm chí là có thể mua ảo hóa thì trang. Nhưng mà sợ là không đủ điểm nên mua cái này đi. Nhiệm vụ khiêu chiến đấu pháp 5 lần, kích hoạt huyết mạch 3 lần đi luôn. Chấn yêu tháp này. Rồi, nhận nhanh ngay. Khai ngộ. Tỷ lệ tăng lên một tí. Rồi, tự động rồi. Đào nạo vẫn phải xả mà anh em. Thần thông. Rồi. Chói thần à. Được cái chứ. Đây rồi, phát cuối cùng anh em ơi. 25 bên tịnh bình thủy là chủ yếu mà. Giảm thời gian 29 bình. Chuột của mình thì mình vừa mới auto thôi, thành ra là nó cũng chưa có cái gì. Tiên hữu du ngoạn phát 15 lần. Ok, có thêm tí đào anh em ạ. Rồi, có món gì đây? Ây à, yêu lực tăng nhiều này. Ui, nó có choáng các kiểu lại còn kháng né luôn này. Được của ló luôn á. Rồi. Công thành chiến bang có một số gói. Mua luôn. Đây nữa. Chuẩn bị thôi. Ok, đấy. Ai, chuẩn bị công thành chiến bang này. Đúng, bang mình cày cuốc nông dân có mỗi một ông nạp thôi ạ. Vận may. Đủ chưa nhỉ? 10 trên 10 này anh em này.
X10 đi, xem ra được cái gì nào anh em ơi. Úi dồi ôi, thú thế nhở. Đèn đấy, hôm nay coi như là lại không được cái quần què rồi anh em. Chờ sang ngày mai à? Tập kết 3 ngày thứ 7 nào. Ô ngày 4 này. Chị ơi linh thú, wow, thốn đấy. Nhận luôn. Tăng cấp thần thông ở đơn giản, tích nạp. Wow, nó tính cho mình cả từ đầu đến bây giờ luôn á. Tích nạp là bao nhiêu nhận được nhiều luôn. Không cần ở trong sự kiện. Ấy, thế là bú luôn này. Ôi nhiều cái để bú trong ngày hôm nay thế nhở. Rồi đó. Ok này. Wow, 49 lần. Bạo kích đi. Nổ bạo kích nhiều vào. Hôm nay xem phá kỷ lục được 5 dương không. Mấy hôm trước toàn 4 dương rồi. Hôm nay khả năng cũng 4 dương rồi. À 5 dương này. À ngon. Này được 5 dương. 50 tịnh bình thủy này. Rồi 5 dương được cái gì không. Quan trọng là như vậy. Úi dồi, hơi cùi. Linh thú này. Linh thú tiếp này. À có em ong già kìa. Ơ, thế là nuốt chửng luôn. Tự nhiên cho thì phải nuốt thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ở đây là xem nào. Mảnh tiên nhân bàn đào à. Đại minh vương bảo khí cách chủ. Đây là mình chơi choáng. Choáng với cả phản công. Choáng này. Đại sơn yêu thì như có rồi này. Nó đại sơn yêu có chưa nhỉ? Có đại sơn yêu rồi. Mình còn thiếu em nào ta? Tam nhân chân cuộn có rồi này. Ủa, có thiếu em nào đó? Nếu như phẩm cam thì hầu như là không thiếu em nào. À đây đây. Lấy cụ hộ pháp thiên thần về để đi thêm dị thú xâm lược anh em ạ. Mà thôi, để ra. Cứ đi chiếu mộ. Mà thôi lấy luôn. Lấy luôn nha. Hộ pháp thiên thần. Lấy một em về đi dị thú xâm lược. Cho nó ok là anh em ạ. Có gì trong túi đâu nhỉ? Quên mất. Lên 473 ngựa linh thạch rồi này. Hết rồi. Chả có gì nữa. Ơ. Như nào? Ok. Thần thông. Ghép thử xem nào. Wow. Trên này sao? Cái gì đây? Cường hóa trị liệu. Bỏ qua thuật tính chiến đấu. Trói thần thế nào? Đấy, nãy vừa thêm một cái nữa đột phá lên này. Hợp thành nhanh. Bỏ qua thuộc tính kháng. Cường hóa thuộc tính chiến đấu. Tá lực thuật. Quá. Cường hóa sát thương bạo. Có mỗi viên. Chán nhỉ. Không ăn thua anh em ạ. Đây có một em nữa thì để mình nuốt luôn nhé. Em vừa nhận được là có dòng gì ấy. Cường hóa trị liệu. Nuốt chửng luôn. Haha. Lên được suy yếu linh thú thêm một tí nữa. Hợp lý anh em ạ. Ok. Tạm thời như vậy đã thôi. Hết rồi. À khiêu chiến yêu vương các thứ. À đúng rồi. Anh đấu pháp mấy trận nữa. Làm nhiệm vụ luôn anh em ạ. Ok. Đây phải quay trở về cái đội hình đi đánh. Rồi. Đấu pháp phát. Úi giời, top 49 luôn. Các bố đánh ghê phết nhỉ. Mãi. Choáng này. Liên kích. Liên kích bạo kích à. Được đấy. Đánh thử xem nào. Cũng ông già. Ây à. Ông này giống y hệt mình luôn này. Ây à. Ây à. Ây à. Ây à. Sao ông đấy nổ bạo kích nhiều hơn mình nhỉ. Đúng là nó chỉ là hên xui thôi. Ông đấy thì có thêm một cái nữa là kim quang hộ thể. Ui ôi, thua có một tí kìa. Ảo nhá. Tỷ lệ của ông đấy thấp hơn mình mà chả hiểu sao nổ bạo kích nhiều hơn mình. Này, mình này. 157 với cả 120%. Ông đấy có 110 mấy với cả 9 mấy phần trăm thôi. Điều vãi. Nhìn chung nó cũng chỉ là cái tỷ lệ thôi. Hên xui.
quanh một lần. 30 đào. Tiếp tục ông tiếp theo xem nào. 2002 khả năng là vã được này. Ứng lòng cũng không sợ. Ê, có phản công. Ghê đấy. Thế thì cũng nên sợ anh em ạ. Rồi. HQSFA. À, anh em nếu như thấy video hay thì nhớ đến like video để ủng hộ mình nhá. Ui, anh em nếu như mà xem video mà có thể ủng hộ mình bằng một nút like hoặc là một lượt đăng ký kênh thì thật là tuyệt. Mình sẽ có thêm nhiều động lực hơn để ra video đều đặn hơn cho anh em. Đó, là như vậy đó anh em. Ui, mình đánh người nhà luôn rồi. Bảo kích nhiều chưa? Có đại sơn yêu các thứ nhưng mà cứ là chưa ăn thua nha anh em. Thôi, tầm đầu này anh em chơi đại sơn yêu với cả tiểu long nữ làm gì. Cố gắng mà lấy một con tinh quái kiểu tấn công á, mà đi dị thú xâm lược cho nó sướng. Gọi gì. Ok, ăn được. Rồi, nói chung là ngày thứ 14 nó chỉ đơn giản có vậy thôi. Hôm nay ngày 14 thì nó mở thêm một cái nữa là trận tụ linh ấy. Nhưng mà cái này thì mình đánh giá không cao. Bởi vì là nhiều khi mình cũng chẳng chơi cái đấy mấy. Thật, cái tính năng đấy toàn quên thôi. Nó cũng chả lên được bao nhiêu level. Đây, nhiệm vụ có thêm một vài cái nữa nha. Thôi, nhận thêm 175 đào nữa xong thì đi xả anh em ạ. Tiếp tục thứ hai thì mình sẽ nhận cái gì đây? Ngựa linh thạch đi, đang sự kiện tiêu ngựa linh thạch cứ lấy mà tiêu rồi. Ui giời, hơi đen. Thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Và đừng quên là chiều nay mình có livestream lúc 6 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.